Feng xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Ngày hôm nay thì Feng quay lại thăm bà Loan. Bà 84 tuổi, đang ở với cháu ở giữa cái nều ở ngoài ruộng kia các bác. Hoàn cảnh cũng vô cùng đặc biệt. Lần trước là Feng đến cùng với bạn Bí Thư Đoàn và chị Duyệt, trưởng thôn. Hôm nay thì bạn Bí Thư Đoàn thì đã có việc trên xã, bạn ấy không xuống được. Chỉ có Feng với chị Duyệt, trưởng thôn đây. Hôm trước Feng đến quay video chia sẻ với các bác về cái hoàn cảnh của bà ở với cháu. Thì có rất là nhiều các bác đồng cảm, thương và cũng mong muốn là Feng tới quay chia sẻ. Mong muốn là giúp được cho bà có một chút ít gì đó trong cuộc sống cho vui vẻ. Thì Feng quay chia sẻ lần trước về thì Feng có một bạn ở bên Thái Nguyên. Bạn ấy nói là giấu tên. Bạn mong muốn là gửi cho bà 1 triệu và mua cho bà một đôi dép. Đấy, nhưng mà Feng cũng đi vào nhưng mà hôm nay là Feng không mua được dép. Cũng mong là bạn thông cảm cho Feng. Thì hôm nay Feng xuống, Feng gửi số tiền 1 triệu bạn đã trao tặng cho bà Loan. Qua đây thì Feng xin được trân trọng và cảm ơn bạn giấu tên ở Thái Nguyên. Bạn ấy có nói là bạn ấy cũng bằng tuổi Feng Feng thôi nên là xưng bằng bạn. Đó, ở Thái Nguyên thì đợt vừa rồi thì Feng nhận được rất là nhiều tình cảm từ các anh chị từ Thái Nguyên. Đó là có một anh tên là Cường ở Thái Nguyên này đã giúp cho nhà bà Roán, mẹ con mù đấy các bác, tiền để giúp làm nhà. Và anh trai của anh họ của em Hoàng Hiền ấy, cũng ở Thái Nguyên. Và rất là nhiều các mạnh thường quân khác giúp trên kênh Feng. Qua đây thì Feng cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân ở Thái Nguyên. Cái cây hoa trắng trắng này có phải cây khúc không chị? Không phải. Cây làm bánh khúc ấy. Không phải. À không phải à. Cái cây làm bánh khúc nó cũng có nhiều đây mà. Có ở ruộng à? Feng có một bí quyết có thể giúp các bác giảm cân một cách an toàn mà không cần dùng đến các loại thuốc. Đó là các bác uống cái này thì chính là mẹ Feng là người đã chỉ cho Feng. Và Feng thấy bà con ở trong này cũng uống rất nhiều. Chị biết cây gì không? Ở đây rất nhiều. Đây, trịnh trọng giới thiệu với các bác 100%. Đây chính là cái cây mà để giảm cân. Ná ổi. Vâng, cực kỳ tốt mà tốt cho sức khỏe. Đấy, con trai các bác lấy 7 lá. Đấy. Sáng cứ lấy 7 lá, nó già hơn lá này một tí. Đấy, các bác sắc thành nước uống. Thì ban ngày thì các bác uống cái lá này nó có tác dụng là làm cơ thể là mình lúc nào nó cũng nóng ấy. Đấy, nó không mát. Thường thường là bảo mát da mát thịt nhưng cái cây này uống vào thì cảm giác người nó cứ nóng mà không đói, không cảm giác đói. Feng uống lá này thì từ đợt trước mẹ Feng lên là Feng uống lá này là được một tháng rồi. Lúc đấy là Feng là 74 cân. Đấy, cao điểm là 76 cân uống cái lá này. Đấy, thì là ăn phải uống cái lá này thì các bác phải ăn kèm với khoai lang, rau lang luộc hoặc là củ khoai lang các bác hấp lên luộc nướng. Mục đích là làm cho dễ tiêu hóa. Cái này thì nó làm cho mình khó tiêu hóa. Đấy, thì các bác phải ăn khoai vào. Buổi sáng các bác không ăn tinh bột nữa, các bác ăn miến. Đấy, miến thì nó không có tinh bột. Đấy, thì là đảm bảo với các bác giảm cân an toàn luôn. Feng đã giảm được 6 cân, hiện tại là Feng có 69 cân rồi các bác. Mẹ Feng còn phải gọi điện nên là một ngày uống ít thôi. Đợt trước là Feng sắc một ấm thì được 2-3 chai to, Feng uống hết luôn. Thì bây giờ Feng chỉ uống có ngày có một chai thôi. Đấy. Không hại cho sức khỏe các bác nhé. Em thấy ở trong chỗ nhà ông sâu điếc thi thoảng cũng uống lá này, lá ổi. Đấy, đây là 100% luôn lá ổi mà nó có tốt cho hệ tiêu hóa của mình, ví dụ đau dạ dày dạ diếc. Cây lá ổi này rất là nhiều mà sạch sẽ. Đây là chào mừng các bác đến với ngôi nhà của em Thành ở với bà cụ bà Loan các bác. Bà năm nay 84 tuổi rồi. Cuộc sống quá khó khăn ở cái lều các bác. Giờ này chắc bà không biết có nhà không. Đấy, đây. Quay chia sẻ với các bác một cái nhà như cái lều ở giữa cánh đồng.
Chị lên xem bà có nhà không ạ? Hả? Có không? À, thấy gậy là thấy người rồi. Đây các bác. Đấy, ngôi nhà của bà. Bây giờ Phang lên thăm bà trước, tí xuống quay qua qua chia sẻ với các bác. Đây, nhà như này thì nó quanh cái khu ruộng này thì rắn rết. Hay là phải ở trên sàn. Đấy, dưới sàn thì đây, nuôi mấy con vịt. Một con vịt và mẹ và ba con vịt con. Đấy, nuôi gà nữa. Đây thì nó thực sự là không đảm bảo lắm, bởi vì nó ở dưới nó nuôi động súc vật nên là nó sẽ có mùi các bác. Đây có cái cối, chắc là dã chuối để cho lợn các bác. Đây không biết cái gì. Cái túi này ngày xưa giống túi hay bắt ếch với là rắn lắm. Đi bắt ngoé thôi. Bắt ngoé à? Có bắt được không ạ? À đây đây. Ui. Ui. Ờ đây này, nó vẫn chạy ngoanh ngoanh. Đây chưa làm à chị? Cái này phải mổ ra xong là cặp gắp xong là phơi khô đi các bác ạ. À. Được có mấy nghìn một con đấy đúng không? Đâu mấy nghìn một xiên chứ không phải một con. Ở trên nhóm sâu bảo 7.000 một xiên. À đây. Con chào bà nhá. Bà đang làm gì đây? Bà ăn cơm chưa? Bà ăn với gì? Dạ. Thế tối bà ngủ ở đây thì Thành ngủ đâu? Dạ. TV này là không xem được đâu à? Cháu đâu rồi? Cháu Thành đâu? Đi vắng rồi à? Dạ. Nhà như này thật sự với các bác này, này rất là nguy hiểm luôn. Đấy, bà đi dẫm vào những chỗ này này. Đấy. Nó gãy rồi đây này. Xà nó cũng không có này. Nhà này chắc được 65-30 được 30 mét các bác. Đấy, chiều này chắc được 6 mét. Đấy, chiều này chắc được 5 mét, 30 mét vuông. Ô nhà. Đây là nhà chứ không phải nán đâu vào chị. Đấy, chị Duyệt trưởng thôn chị xác minh lại rõ ràng đây là nhà nhá, không phải lều lán. Cái này còn cũng giống kiểu cái lều rồi các bác ạ. Như kiểu ở một số vùng ấy, những cái người ta làm để chăn trâu hoặc là người ta nghỉ ăn trưa, nghỉ lương ấy. Đây thì là một hộ gia đình, hai vợ chồng, em Thành với cả một người, hai vợ chồng với một người con nữa. Để nuôi thêm bà, bốn khẩu ở trong này các bác. Bát đũa là ăn xong là không có chỗ để lên, không có cái chạn bát. Đấy, vứt đây. Nhà nói chung là không thấy cái có cái gì gọi là giá trị các bác ạ. Đây, xong rồi xem có gì không. Úi. Đây là cái ớt băm ra này các bác. Đây có mấy quả cà chua xanh này. Đây, đây có mấy cái bát. Nói chung là cuộc sống vất vả. Cái chỗ này nó hở hông hốc ra rồi, chỉ sợ là bà cụ đi là chống gậy là ngã đây này, đây này. Xong rồi đây nấu cơm này. Thật sự với các bác là các bác phải hiểu là nhà như này thì là tối mà muốn đi vệ sinh ấy thì ta phải đi xuống cầu thang, mà đặc biệt là bà cụ nữa. Khó khăn. Bà cụ đi xuống đây đi vệ sinh nhưng mà đi về thì ngày buổi tối đi 2-3 lượt chống gậy thế thì chắc là hết buổi tối luôn. Cửa giả đây. Rất là thương bà cụ. Chỗ này nhà nhìn ra ngoài ruộng ngoài ao được luôn. Lúc đầu Phang cũng không nghĩ được là một hộ gia đình sinh sống ở đây, đặc biệt là có bà cụ nữa. Buổi trưa bà ăn cơm với gì? Bà ăn cơm với cái gì? Dạ. Không có gì ăn à? Không có thịt à? Thế mấy con ngoé ở dưới kia ai bắt cho bà? Mấy con ngoé kia kìa. Thành bắt à?
Ở đấy được không biết được bao nhiêu con. Con đấy nó vẫn đang nhảy nên là không thể mua được các bác. Tính ra là một xiên đấy phải tầm chục con đấy chị nhỉ? Một xiên chục con. Chục con đúng không? Thì bán được 7.000 một xiên. Thì 700 đồng một con. Nhưng mà mùa này là lúa cao rồi cũng khó bắt đúng không chị? Đợt trước ấy là tính ra là lúa mà nó thấp thấp ấy mà người ta vừa bừa xong ấy thì dễ tìm. Em không uống đâu, chị không phải đun đâu ạ. Nước này lấy tận đâu ạ? Nước uống kìa. Ở đâu hả bà? À, đi xách về à? Vâng. Bà ăn cơm thì bà ăn được nhiều không? Dạ. Dạ. Thương bà lắm các bác. Bây giờ già rồi. Tính ra là nếu mà những hoàn cảnh mà có tốt hơn ấy, thì là bà sẽ sống trong cái ngôi nhà nó ấm hơn, nó bền chắc hơn. Nhưng mà nhà này thì thực các bác là gió nó lùa rồi, nói chung là rất là lạnh, không đảm bảo nữa. Cái này mà mưa to gió lớn là cũng không, là phải chạy đấy. Mưa to là phải chạy bà nhờ, là không là mưa đấy. Đây này, là nhà nghiêng nghiêng ngả ngả rồi. Hôm trước cháu đến đây chơi với bà, bà nhớ cháu không? Hả? Không nhớ. À, không nhớ à? Có nhiều người đến chơi không? Không ạ. Cũng lâu lâu rồi, cháu đến chơi với bà một lần bà không nhớ à? Ồ, thế à. Thế thì bây giờ bà phải nhớ cháu nhá. Có một bạn, bạn ấy bằng tuổi cháu. Có một bạn, bạn bằng tuổi cháu ở Thái Nguyên bà. Dạ vâng. Chị về đây chị nói tiếng Tây cho bà dễ hiểu. Sợ bà có không hiểu được ấy. Đây chị ngồi dịch vào đây. Bà là có một bạn ở Thái Nguyên. Bạn ấy cũng còn trẻ, cũng tầm tuổi phèng phèng. Bạn chú phèng ở du Thái Nguyên ấy, ở chen hơ. Gì chen má à. Ở Mai à. Là gửi tặng cho bà 1 triệu để bà có tiền cầm để phóng thân lúc già ăn bánh quà gì đấy. Chị bảo bà vậy. Thằng mà hơi chiếu. Mà hơi chiếu rồi thứ là lặng môn anh chị là lặng môn là thứ đi. Hơi cầm thứ. Bài lúc lạ nó cứ chụp đấy cứ đi đủ cân kê cơ. Bà có hiểu không? Bà biết không? Bà hiểu có nói chưa? Bà xấu hổ à? Có một bạn ở Thái Nguyên. Bạn ấy tặng bà 1 triệu để bà cầm mua bánh quà nhá. Đây, 1 triệu con gửi bà này. Bà nhìn, đây là một tờ này bao nhiêu tiền? Tờ này là bao nhiêu tiền? Tờ này 50.000 á. 500.000 bà. Đây bà cầm giúp con đi bà. 500 này. Thế tờ này là bao nhiêu à? Mấy ạ? 500. Ồ, hai tờ giống nhau bà nhá. Nhưng mà bà phải cất đi. Bà đút vào túi đi. Bà cất đi. Bài nó lãn thế đó. Dạ. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cái bạn ở Thái Nguyên. Bạn giấu tên ở Thái Nguyên ấy. Đấy. Bà phải cất kỹ vào nha. Bà có cái ví đấy. Bà có nhiều tiền không? Có mấy chắc được phen nhìn qua được mấy 10-20 chắc là tiền bà bán ngoé. Bà cất cẩn thận bà nhá.
1 triệu bà cầm để bà tiêu vặt. Đấy, lúc nào ốm đau bệnh tật hay bà thích cái gì, bà thích cái gì bà nhờ mọi người mua hộ bà nhá. Bảo là ví dụ như ở mua cái gì đấy là 50.000 chẳng hạn, mà mình đưa 500.000 thì người ta phải trả lại cho mình 450 bà nhá. Đấy, không à, đưa 500.000 họ lại lấy mất 100.000 của mình là không được. Con đến đây chơi với bà, bây giờ con đi về đây. Bà cũng nói gì? Bà bảo mày thích thì đến, mày không thích thì kệ mày. Nhờ bà nhờ. À, chào bà nhá. Bà không biết nói. Dạ. Vâng, thế chị bảo đi, chị phiên dịch giúp em là bây giờ đi về thôi. Cái này em làm ấy phải ươn. Mi nhỏ bay ươn à? Mi nhỏ là tiếng mông, bay ươn là tiếng tay. Mông pha tay. Chúc bà thật nhiều sức khỏe nhá. Bà ăn nhiều vào cho nó khỏe nhá. Hôm nào con lại đến chơi bà nhá. Cảm ơn cháu. Vâng, thôi con xin phép con đi về. Qua đây Phen xin được trân trọng cảm ơn bạn giấu tên ở Thái Nguyên. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều cái điều may mắn trong cuộc sống. Chúc bạn và gia đình gặp rất là nhiều những điều may mắn và đặc biệt là sức khỏe. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ Phen đã gửi số tiền của bạn 1 triệu vô cùng ý nghĩa với một bà cụ 84 tuổi ở trong cái ngôi nhà này các bác, không có gì cả. 1 triệu thì bà sẽ cầm để bà mua bánh quà, hoặc là bà già rồi, bây giờ bà thích cái gì đó thì bà sẽ mua. Con đi về đây. Chị dặn bà là cất tiền cẩn thận nhá. Không phải. Nhà bà gần đây không? Bà trên. Trên kia à? Vâng, bà xuống đây chơi với bà đây à? Bà lại ở với con gần trai. Con trai cũng chưa có nhà, cũng có chưa có gì. Ồ, cái đấy thì con không biết rồi, con đi về đây. Đây cái bà có cái chổi ác tại đây nhà. Đây. Có cái chổi này các bác. Làm bằng rơm. Nhưng mà nhà đây. Nói chung là cũng khó khăn lắm các bác ạ. Chắc là lấy được tí rau đây để chiều về ăn. Cháu đi về đây, cháu chào bà nhá. Chào bà đây. Phen xin phép đi xuống các bác ạ. Đây có mấy cái cây cà chua. Bà cũng có một đôi dép đây này. Đôi dép đây. Bà có cái gậy đây các bác. Cất cái gậy đây cho bà cẩn thận. Hôm trước có một bác tên là Thanh, bác ở Đức. Bác thì cũng có liên hệ với Phen Phen bảo là muốn mua một số cái cây gậy để cho người mù đi ấy. Ở bên một số đất nước phát triển hoặc là thành phố lớn thì Phen không biết là có cái gậy mà là giúp những người mù đi, là nếu mà đằng trước có các vật cản ấy, thì nó sẽ có tiếng động báo hiệu. Đấy, nhưng mà ở trên Hà Giang của Phen Phen ở vùng núi nên là không có cái đấy bác ạ. Bác có giúp, bác gửi thì bác đặt về cho Phen Phen, Phen Phen xin nhận. Đây chính là cái nhà mà bà và hai người cháu ở đây. Người cháu thì nuôi thêm một con nhỏ nữa. Hoàn cảnh là khó khăn các bác ạ. Video của Phen Phen chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Phen xin được trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Phen. Phen xin chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen.